Ở video trước thì mình test xong mà mình chưa có khởi động lại cho các bạn xem. Bây giờ mình khởi động lại cho các bạn xem ha. Rồi, dữ liệu bóc đã nhận. Sau đây mình vào thử cho các bạn xem nha. Mình vào computer. Đây là tất cả cái ổ đĩa của mình. Mình sẽ phép dừng xíu nha. Rồi, mình chọn cái góc quay nó phù hợp hơn cho các bạn dễ quan sát ha. Ở đây là cái ổ đĩa trước đây. Cái ổ mình bút trước đây. Đó. Thì đây tất cả dữ liệu của mình vẫn còn nguyên vẹn đó các bạn. Không có file nào bị mất hết. Rồi, mình test cho các bạn thấy file an toàn thôi ha. Rồi, chào các bạn nha.